Wow, mọi người có mở nữa nè mọi người. Mình nhớ cho bông này hình như nó phải nằm đây. Thì lúc nãy mình có hỏi cái chị bán trà sữa ngoài kia, chị nói là lúc trước căn nhà này là có người mắc mọi người, có người mắc gì bệnh HIV mọi người. Chào mọi người ha, chào mọi người quay lại kênh Khám Phá Tâm Hồn. Thì hôm nay Tú quay lại cái nhà hoang ở giữa cái vườn mọi người. Thì hôm nay thì lúc lần trước thì mình vô giống thì ai cũng ai cũng sợ hết, mà cả mình cũng sợ. Thì hôm nay mình sẽ vào lại và sẽ quay ban ngày cho mọi người xem. Và đêm nay mình sẽ quay ra đây mình cầu cờ ha. Thì lần trước mình chưa cầu, cái này mình quyết định sẽ cầu, mà mình cầu bằng cái thức gì mình thì các bạn xem theo dõi thì sẽ biết tối nay sẽ cầu bằng cách nào ha. Thì bây giờ mình muốn là dòng luôn rồi, mọi người thấy không? Bây giờ mình sẽ đi vào bên trong quay sơ là cho mọi người xem. Và tối nay mình sẽ cầu, mà mình nghĩ mình sẽ cầu ở ngay cái thánh thần đảo đẹp mọi người, tại dưới đó có cái bàn thờ thì mình sẽ cầu đó. Thì giờ mình sẽ quay camera lại và mình sẽ đi vào bên trong quay chi tiết cho mọi người xem ha. Bây giờ mình sẽ quay chậm ha mọi người, tại lần trước thì mình quay hơi nhanh, mọi người khó xem khó để ý ha. Thì hôm nay mình sẽ quay chậm lại, quay chậm lại coi có cái điều gì nó khác thường không. Thì mọi người hãy theo mình đi vào bên trong. Thì mọi người ơi, căn nhà trước mặt thôi, ở đây mọi người thấy không, khoai mì mà ta nó dạ bự cỡ này mà ta không nhổ, mọi người thấy không. Mình sẽ quay chậm thôi, lần trước là quay hơi nhanh, bây giờ đi bên trong thôi. Lần trước mình ra mình đã đóng cửa là rồi, nhưng lần này mình vô mình biết cái đóng cửa này thôi, có mở cửa có ai là cửa không biết nữa. Lần trước mình vô thì cũng có người mở cửa mà biết là cái gì mở cửa, không biết là người ta hay là cái gì. Wow, mọi người thấy cửa mở nữa nè mọi người. Dạ, khó leo dữ vậy ta. Quay sơ sơ chứ không quay cái cửa mọi người xem á, rồi vào mình khoan vào bên trong. Quả mũi vậy. Thì lần trước cái cửa mình đã đóng lại, và mình tiếp tục mở ra. Đây, bây giờ mình cắn qua. Xong rồi này bể tùm lum như ta. Mọi người để ý đi, có gì khác không mọi người? Kiến dữ vậy trời. Tối mình sẽ cậu đây đi, cậu hay đây nè. Mở từ sau cái cửa nó mở hoài. Cái chậu bông này mình nhớ chậu bông này hình như nó phải nằm đây. Thế là cho bông chỗ khác vào chỗ đây. Bây giờ mình chăm thử nè. Tấm hình này sẽ bật ngỡ lên nè.
không biết từ sau trong nhà có người, mà sao cái cửa lại không có mở, làm mở hoài, giống như người vô vậy. Mọi thứ không có gì thay đổi nữa rồi. Căn nhà này hiện tại mình vô mình thấy cũng nó lạ lạ chút chút vậy thôi à. Còn bên trong không có thay đổi hết. Tranh ảnh những cột gió vẫn còn. Thôi giờ mình sẽ đi rồi, mình qua mình ra bên ngoài mọi người. Thôi đêm nay mình sẽ quay lại. Giờ mình không, mình bây giờ mình sẽ không đóng cửa nữa, tại mình đóng cửa hoài, nó mở cửa hoài mà. Đóng cửa hoài, cũng mở cửa hoài, thôi để cửa luôn đi. Thôi mình đi ra ngoài. Rồi thì giờ mình sẽ đi ra ngoài ha. Thì mình ra kiếm lửa dưới ta. Tối nay mình sẽ quay lại đây. Mà lại mình thích cầu. Bây giờ mọi người, bây giờ bên trong này thì lúc nãy mình có hỏi cái chị bán trà sữa ngoài kia, chị nói là lúc trước căn nhà này là có người mắc mọi người, có người mắc gì bệnh HIV mọi người. Nó chỉ nói cái nhà này không ai cũng vô đâu, mình sẽ vô. Dạ. Cái thông tin này mình mới biết, thà không biết thông tin mình không sợ. Mình mới hỏi chị, nó là cái nhà này do có người đàn ông mắc cái bệnh sida. Mình bỏ cái bọc đồ này đi, mình vô trong mình quay sợ lại đi.
thấy cái gì cái bóng cửa này. Thì ra ngoài mình cầu đi. Mình ráng làm mượn cái gì. Sẽ mở cái liều hương đó mình đang lên mình cầu. Đi xa một chút. Nước chạy rồi để mình xuống. Đấy được cái đi đi. Hồi nãy mình có hỏi chị bên kia và chị nói là đây là căn nhà này có một người mắc mắc gì vậy? Mắc mắc gì cái nào cái bệnh HIV mọi người giờ nóng quá vậy.
Cắt bớt này này. Có lẽ mình sẽ để tại cái ngang ngược mình dùng đi ra ngoài thôi, này là ấn quá ấn rồi.
Nó khổ nóng lợn này tưởng được cái máy mất tiêu rồi. Mọi người, cái cửa này nè mọi người. Nãy cửa mình đi vô, cửa đóng lại rồi. Bây giờ mình sẽ đây bắt nhang nó trả lại mọi người. Trả nhang ở đó đi. Thì con về con xin phép, con sẽ dời đồ cúng lợi đà bàn thánh ha. Con xin phép đi. Gì đổ nước cũng nhỏ đi rồi nó thộm với cái miếng này làm thộm thộm tưởng gì không nãy này vô cái cửa này nó khép lại ên đó. Mà biết ai vậy không nữa. Rồi bước tới đây mình bỏ bọc này mình đi vô. Thôi ơi. Mọi người thấy hay nhớ like, comment mọi người. Đừng quên đăng ký mọi người. Thì clip mình đến đây kết thúc mọi người. Chào mọi người, hẹn mọi người tiếp theo.